Xin chào tất cả các bạn, xin chào cô chú. Hôm nay mình ăn hột vịt lộn nha. Còn phần này của Sa ha. Sa ăn khoai tây nè, rồi mì Ý với lại một ít hamburger mình làm sẵn cho Sa đó. Hôm nay bữa trưa của Sa chỉ nhiêu đó thôi. Rồi. Đây 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 đây, muỗng. Muỗng đó đó, đó Sa chấm vô trong tô. Hôm nay thử thách của mình sẽ ăn thử cái 10 cái hột vịt lộn coi mình có ăn nổi không nha. Mình thấy nhiều bạn cũng ăn được 10 cái hộp vịt lộn, mình ngưỡng mộ quá. Hôm nay mình cũng ăn thử. Đó, cho cô chú coi. Hôm nay để Sa ngồi gần lắm luôn rồi cô chú. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ nặn tắt vô trong cái chén ha. Tắt ở bên Nhật mua. Kiếm chỗ mua hơi bị khó đó các bạn. Chỉ có mùa thu này nè thì nó mới có tắc thôi, chứ thông thường hả mấy mùa khác kiếm tắc không mua không có. Ngày hôm bữa mình đi á, cái mình thấy có một chỗ bán, nó bán một bịch quá trời luôn, chắc cũng cỡ nửa kilo á, mà nó bán có 100 yên là 20.000 Việt Nam các bạn, bán rẻ quá cho nên mình mua luôn một bịch luôn. Mà hôm nay sợ có ba trái không biết và bữa nữa làm gì ta, chắc pha nước uống thôi đó. Làm quậy lên xong nè, cái này nhìn hấp dẫn mà chua chua ngọt ngọt mặn mặn cay cay là thấy đã rồi đó. Nhà mình hết rau răm mà còn có mấy cọng mà hôm nay mình bỏ thêm vài lá ngò vô nữa. Bây giờ mình sẽ ăn cái đứng đầu tiên, không biết ăn hết không ta. Sa nó còn nhỏ quá, nó chưa ăn được. Nó mà ăn được quay cho cô chú coi hay các bạn coi cho vui ha. Nó chưa biết ăn. Trời ơi, chắc cũng cả năm hơn mình mới mua được vịt lộn mình ăn. Mình nên mua vịt lộn cũng khó lắm. Đâu phải chỗ nào cũng bán nữa các bạn. Để ăn thử coi ăn chưa hết 10 trứng hột vịt lộn không. Ở lúc ở bên Việt Nam á, mình ăn lần cao lắm là 2-3 trứng là hết nữa bạn. Còn bây giờ ăn thử có ăn được không, tại vì lúc ở bên Việt Nam thì đồ ăn nó bán nhiều á, cho nên mình không ăn được lúc này, mình ăn được lúc khác. Mà lúc đó mình cũng ăn yếu, từ nhà mình đẻ xa đó, mình không biết sao mình ăn mạnh ghê, ăn quá trời quá đất luôn. Trời ơi, ngon quá bạn ơi. Mà không biết sao nó bán được hộp vịt lộn ta. Tại vì ở bên Nhật này nó không có vịt các bạn. Ở trong siêu thị bán toàn hộp gà mà. Thông thường á, những cái hộp vịt này là nó xách từ bên Việt Nam xách qua nó bán. Mà bây giờ khó quá rồi, bên Việt Nam đâu xách đồ qua được nữa. Bắt đầu từ 1-2 tháng 10 là ai xách đồ qua nè, mấy cái hàng trứng hay thịt đó là hàng cấm á, xách qua hải quan sân bay mà bắt bị là bị phạt đó bạn. Vậy mà sao hồi đầu tuần mình đặt mua mà có, mình cũng biết nữa, sao nó làm mua ở đâu hay vậy ta, cái mề bự ghê. Ủa cái mề bự quá các bạn. Sao hôm nay ăn giỏi nha, hôm nay mày làm đồ ngon cho con ăn không á. Cái mề nó giống như cái sụn mà ăn nó giòn giòn ngon ha. Thích như là cái nước cho mấy bạn ngọt ghê.
ngọt ghê luôn. Cái món này á bạn, mấy người nào mang thai á mê. Lúc mình mang bầu á trời ơi mình thèm ăn kinh khủng luôn. Mà lúc đó bên Nhật nữa, nó có đồ đâu ăn các bạn. Ăn toàn đồ ăn Nhật chán chết. Mà biết rồi, mọi người ở tất cả các nước á, hay ở Việt Nam á, thích món Nhật đúng không? Nhưng mà mình ở ngay nước của nó, mình ăn đứa mình sợ các bạn. Rồi mình đang thèm món Việt Nam, nó ngộ đời vậy đó. Còn ở Việt Nam thì người ta lại thích ăn món nước ngoài, tại vì ăn món Việt Nam ăn từ lúc cha sanh mẹ đẻ. Ăn từ lúc cha sanh mẹ đẻ cho nên ta thích ăn món nước ngoài, ăn ta ăn cho biết. Còn mình đó bên đây mình ở thành quê hương thứ hai luôn á, cho nên mình ăn biết mình ớn luôn. Rồi cái mề nó bự ghê. Nha mấy bạn ơi, cái mẻ bự ghê. Khó qua cái chiên ảnh mê. Thứ ba nha bạn. Trời, công nhận lâu lâu ăn ngon quá mấy bạn ơi. Rồi múc một cái nó xịt nước ra. Hấp dẫn quá. Hôm nay sao ăn sao ngồi sao chú tâm sao ăn. Hôm qua sao không ăn vậy cô chú? Xong gần tới giờ đi ngủ anh mới đòi ăn. Mình thấy á, không có rau răm mình bỏ thêm rau ngò vô ăn thấy cũng được các bạn. Ăn đi con. Ăn mì đi. Ăn mì Ý đi. Ăn mì spaghetti đi con. Mình bỏ lộn xộn. Cái rau này vô ăn cũng thật ghê á. Ngon quá các bạn ơi. Oh.
Có bạn nào nhắn tin cho mình nói mình làm clip chỉ sao ăn. Bữa mà cũng nói với mấy bạn hả, mấy bạn lót giấy cho con, bạn ngồi ghế nó tự múc ăn à, nó làm từ từ nó dơ chứ sao sao từ từ nó làm được à. Mà mấy bạn cố gắng đỉnh khi nó đói á, mấy bạn đừng đút gì hết trơn á. Đầu tiên thì nó sẽ không bao giờ nó dùng muỗng đũa nĩa nữa bạn, nó sẽ dùng tay, nó sẽ dùng tay, tại vì con nít mà nó dùng tay, cho nên á các bạn để cho nó dùng tay luôn. Rồi đến khi á nó lớn chút xíu nữa, nó biết á, nó thấy ba mẹ nó ăn muỗng á, nó bắt chước nó cầm muỗng mà. Rồi tự động từ từ nó tập từ từ là nó biết cầm muỗng rồi. Mà ăn được 4 trứng rồi. Trứng thứ 5 nha bạn. Cha nó không ăn nữa bạn ơi. Mình ăn tới cái trứng thứ 5 nha. Bây giờ nó đang ăn phô mai á. Nó chỉ ăn khoai tây thôi. Mì nó cũng không ăn nữa. Đó, anh gỡ được cái bịch ni lông rồi đó. Ăn kẹo với gỡ bịch nữa. Ăn đi con. Giỏi. Trời ngon quá. Chắc cũng cả năm hơn mới ăn nè. Ngon quá ngon. Hộp vịt lộn mình mua tiệm Việt Nam á. Ở bên Việt Nam rẻ bèo hết các bạn ha. Đối với bạn mình mua cái hộp vịt lộn 10 trứng này nhiêu á. Mình mua 1 cent 8 chưa tính thuế, tính thuế luôn là thêm 180 yên là gần 2 cent bạn. 10 trứng 2 cent là trị giá gần 400 ngàn tiền Việt Nam các bạn. Ở bên Việt Nam bây giờ nó bán nhiều chục mấy bạn. Không nhận. Xách mấy cái này qua bên Nhật bán được quá ha. Tốn công xách hả bạn. Nhưng mà xách trứng thì dễ bị bể ha. Trứng thì trứng thứ 6 à. Sa ăn đi. Ngon quá. Mời tất cả các bạn. Không ăn luôn. Không ăn luôn. Cái gì cũng không chịu chứ. Cái trứng lộn nữa bạn, cái thứ mà làm cho mình nhanh no nhất là cái mề á, làm cho mình giống như cảm giác no hơi vậy đó. Nhưng thực chất 4 cái trứng này cân lên chưa được 1 kg đó mà, nói thiệt khi mà cái này lấy ra hết chưa được 1 kg.
mỏi hết. Trứng thứ bảy vậy bạn. Hồi nãy nó nóng mình dùng cái khóc giờ hết rồi, hết nóng bớt nóng rồi, ấm ấm rồi. Cho nên không cần dùng khóc luôn. Wow. Wow. Nó dướng như cái mề. Mọi người nói hộp vịt lộn kinh dị chứ mình thấy bên đây có nhiều món còn kinh dị hơn. Mình thấy có nhiều món còn kinh dị hơn món này. Ở bên đây nó có một cái món được gọi là kinh dị, các bạn biết món gì không? Ăn gan sống các bạn. Gan heo, gan bò á. Mà nó mới vừa lóc trong thịt con heo con bò ra. Rồi nó bưng ra để lên dĩa cho bạn ăn. Mấy bạn cảm nhận khi mà các bạn ăn gan, các bạn vừa cắn ra trong gan nó chảy máu ra, nó dính nó chả vậy nè, giống như con ma cà rồng vậy. Mình không biết cái món nó ngon không, mà ở Nhật món nó nổi tiếng các bạn. Nhưng mà lúc trước thì tao bán rộng rãi, bây giờ bị cấm bớt rồi. Cấm mình thấy vẫn bán rồi, nó vẫn bán bình thường. Giống như cái dơi xanh mà nói với các bạn nha, ta phản đối đi, ta ăn bình thường mà ta không có sợ gì hết trơn á. Nó hơi bị đậm đặc quá, nó thấm vô. Trứng thứ 8 nha bạn. Cái trứng lộn còn hai trứng nữa, cái bao tử mình không biết nhét nổi không. Ăn xong 10 trứng này chắc mình thở như con cờ hó luôn. Nói thẳng con kia nghe thì nó kỳ quá mấy bạn ha, nói con cờ hó ha, mấy bạn hiểu sao hiểu. Mình ăn 8 trứng là muốn ớn đó. Cái thứ 8 hết nữa bạn. Mình dừng mấy bạn ơi. Mình ăn hết nổi rồi. Cái mề với cái đồ, cái đồng đỏ trong nó béo quá. Thiệt là mình ăn không nổi. Ăn 8 trứng là hay lắm rồi đó. Thiệt ăn có 8 trứng mà giờ muốn thở gì cờ hó. Video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye.